Đây là kênh Tuyền Văn Hóa Stadium thuộc hệ thống Tuyền Văn Hóa, nơi giới thiệu đến quý khán giả những thông tin độc lạ, những góc nhìn lý thú nhất xoay quanh quả bóng tròn. Anh em nào muốn cập nhật tin tức bóng đá nhanh nhất, hot nhất thì hãy vào kênh Tuyền Văn Hóa Stadium nói riêng và hệ thống Tuyền Văn Hóa nói chung nhé. Như vậy là World Cup 2022 đã kết thúc theo một cách thành công mỹ mãn nhất, một kỳ đại hội thể thao với quy mô có thể xem là lớn nhất lịch sử. Hàng trăm tỷ đô la đã được đổ vào và tạo nên những cảnh quan kỳ vĩ nhất cho khán giả đến xem. Cụ thể, theo thống kê, Qatar đã bỏ ra một số tiền khủng khiếp trị giá đến hơn 200 tỷ đô la để xây dựng các sân vận động, các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ cho World Cup 2022. Tuy nhiên, theo Bloomberg, Qatar đã gây tranh cãi ngay từ khi giành quyền đăng cai FIFA World Cup 2022 vì thời tiết khắc nghiệt và những thách thức về logistics. Đất nước này khi đấy mới chỉ là một sân vận động cũ kỹ, một vài khách sạn và kinh nghiệm du lịch đại chúng thì là bằng không. Nhưng nhờ tiềm lực hùng mạnh cùng túi tiền khổng lồ của mình, Qatar sau 12 năm đã có thêm 7 sân vận động, 20.000 phòng khách sạn, một tuyến metro và hơn 1.770 km đường mới. Đó rõ ràng là một thành quả của một thập kỷ đầu tư và xây dựng không ngừng nghỉ. Câu hỏi đặt ra là ván cược hàng trăm tỷ đô la của Qatar liệu có xứng đáng hay không? Ngay sau đây, quý vị hãy cùng Tuyền Văn Hóa Stadium đi tìm lời giải cho câu hỏi trên thông qua số video sau. Nhưng trước hết, quý vị và các bạn đừng quên nhấn subscribe, bấm rung chuông và like các sản phẩm thuộc hệ thống Tuyền Văn Hóa để ủng hộ đội ngũ đứng phía sau. Còn bây giờ, nội dung xin được phép bắt đầu. Theo nghiên cứu của nhà khảo sát tại Đại học Lausanne, 31 trong số 36 sự kiện thể thao lớn trên thế giới từ năm 1964 đến năm 2018, chẳng hạn như là World Cup hoặc Thế vận hội mùa hè hay mùa đông, đều lỗ nặng. Trong số 14 kỳ World Cup đã diễn ra trong khoảng thời gian trên, chỉ duy nhất một kỳ báo lãi sau khi tổng kết giải đấu. Đó chính là kỳ World Cup 2018 được tổ chức trên đất Nga và đã đem về cho nước chủ nhà khoản lời 235 triệu đô la nhờ vào thỏa thuận bản quyền phát sóng khổng lồ. Tuy nhiên, nếu đem con số này với công sức đầu tư của các nước chủ nhà thì lại như muối bỏ bể. Riêng ở kỳ World Cup lần này, FIFA sẽ trả gần như tất cả chi phí vận hành giải đấu, khoảng 1,7 tỷ đô la. Nhưng Qatar còn phải chịu thêm những chi phí sau khi World Cup kết thúc, phần lớn liên quan tới việc tháo dỡ các sân vận động. Cụ thể, chính quyền Qatar đã vạch ra kế hoạch tháo dỡ và tặng một phần sân vận động cho các nước láng giềng. Sân vận động 974 được làm từ 974 container, có thể rời đi nơi khác và tái sử dụng, còn những sân vận động khác thì sẽ bị giảm sức chứa. Công việc đó rất tốn kém, một số sân vận động không được sử dụng, gây lãng phí đất và tốn tiền bảo trì. Ông Andrew Gimbalis, giáo sư kinh tế Đại học Smith bình luận. Theo vị giáo sư này, chi phí tổn thất của Qatar sẽ còn tăng hơn nữa do việc giữ lại 6 trong số các sân vận động World Cup tại nước này. Mỗi sân dù được cắt giảm sức chứa nhưng vẫn có quy mô công suất từ 20 tới 45.000 người. Còn theo chính quyền Qatar, sân vận động Lusail, nơi diễn ra trận chung kết giữa đội tuyển quốc gia Argentina và Pháp hôm 18 tháng 12 sẽ được chuyển đổi thành không gian cộng đồng với trường học, quán cà phê và phòng khám sức khỏe. Được biết, sân vận động này có sức chứa lên đến 80.000 người và một trong những công trình hạ tầng lớn nhất phục vụ cho kỳ World Cup năm nay. Đặc biệt, sân Lusail còn được trang bị hàng loạt công nghệ tân tiến trị giá cả triệu đô. Nếu thực sự phải tháo dỡ nơi này và chuyển đổi thành không gian cộng đồng, đó rõ ràng là một sự lãng phí rất lớn về mặt vật chất. Ông Gimbalis cũng cho biết thêm rằng, ngoài sân vận động, các cơ sở dự án hạ tầng như sân bay là những khoản đầu tư đáng giá. Một số cải tiến về cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ World Cup nhưng vẫn sẽ được sử dụng về lâu dài, ông nói thêm. Tuy nhiên, với khoản tiền khổng lồ đổ vào World Cup, vị giáo sư tin rằng Qatar đã thu lại rất ít, thậm chí là không đáng để tính toán, bởi gần như mọi doanh thu do giải đấu tạo ra đều nằm gọn trong túi Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. FIFA thu tất cả tiền bản quyền truyền hình, doanh thu bán vé và gần như toàn bộ tiền tài trợ. Ông Gimbalis nhận xét, tổ chức này dự báo thu về khoảng 4,7 tỷ đô la, phần lớn trong số đó đến từ kỳ World Cup mới diễn ra trên đất Qatar. Với chi phí hoạt động khoảng 1,7 tỷ đô la, FIFA có thể rời khỏi châu Á với doanh thu ròng 3 tỷ đô la, còn Qatar thì thua lỗ. Ông Gimbalis chia sẻ, vì thế, ngay sau kỳ World Cup 2022, nhiều người không khỏi thắc mắc đặt ra câu hỏi liệu World Cup có mang lại lợi ích kinh tế tiềm năng cho Qatar trong dài hạn hay không mà họ thấy lỗ ngay trước mắt vẫn đâm đầu vào. Và để trả lời cho câu hỏi này, cơ quan xúc tiến đầu tư của Qatar, EPI cho rằng sự tăng trưởng trong ngành công nghiệp thể thao có thể giúp đất nước nhỏ bé vùng Trung Đông này thu hút vốn FDI, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Nhưng theo phân tích của Investment Monitor, FDI ở các nước chủ nhà của 3 kỳ World Cup gần nhất là Nga, Brazil và Nam Phi đều giảm trong vài năm sau giải đấu. Hoàn toàn không có bằng chứng nào cho thấy việc tổ chức một sự kiện thể thao lớn giúp thúc đẩy FDI. Ông Gimbalis lập luận như vậy. Vị giáo sư này thậm chí còn hoài nghi về việc Qatar có thể thúc đẩy du lịch nhờ sức ảnh hưởng của World Cup. Phòng Thương mại và Công nghiệp Qatar đã tuyên bố rằng nước này sẽ đón 6,24 triệu khách du lịch vào năm 2028 với chi tiêu đạt 28 tỷ đô la, tăng trung bình 9,1% mỗi năm. Nhưng ông Gimbalis cho rằng dựa vào câu chuyện của những nước chủ nhà khác, rất ít bằng chứng cho thấy World Cup sẽ thúc đẩy du lịch một cách bền vững. Các du khách thường chỉ ghé đến đúng một lần vào dịp giải đấu diễn ra và rất ít khi chọn quay trở lại các quốc gia đăng cai. Tuy nhiên, có một khía cạnh mà người ta nghĩ rằng nước chủ nhà Qatar có thể hưởng lợi sau giải đấu,
đó là về mặt cải thiện hình ảnh của đất nước trên trường quốc tế. Điều này được nhắc đến trong cuốn sách Inside Qatar của tác giả John Magnus. Cụ thể, ông này thừa nhận rằng rất khó để Qatar thu được lợi ích kinh tế đáng kể từ World Cup. Nhưng so với các nước chủ nhà trước đó, Qatar có thể thu lợi về mặt nâng cao hình ảnh cũng như thể diện của quốc gia. Tôi tin rằng nhiều người chưa từng nghe tới Qatar trước khi nước này giành quyền đăng cai World Cup. John Magnus nhận định, việc đăng cai World Cup sẽ giúp củng cố hình ảnh của Qatar. Ông Giorgio Caffiero, giám đốc điều hành của công ty tư vấn rủi ro, có trụ sở tại Washington cũng đưa ra bình luận về giả thuyết trên. Sự kiện sẽ thể hiện Qatar là một nước có tư duy cầu tiến, tiến bộ, hướng ngoại và cam kết gắn kết người với người. Ông này nói thêm, nhiều năm sau giải đấu lớn, bạn thường không nhớ diễn biến của các trận đấu ở đó. Đơn giản là bóng đá vẫn tiếp diễn để bạn nhớ lại chúng một cách chi tiết. Do đó, ký ức về các kỳ World Cup trước đây về cơ bản có 4 yếu tố. Mọi người nhớ những câu chuyện tuyệt vời, họ nhớ những khoảnh khắc tuyệt vời, họ nhớ tới những cầu thủ tuyệt vời và họ nhớ chất lượng của trận chung kết. Về cơ bản, World Cup 2022 tại Qatar đáp ứng đủ cả 4 tiêu chí này. Đặc biệt, đây còn là kỳ World Cup chứng kiến một huyền thoại bất tử của làng bóng đá như Messi lên ngôi. Vì thế không sai khi nói, danh tiếng của nước chủ nhà Qatar sẽ còn được lưu giữ cả trăm năm nữa. Cần biết, thập kỷ tới sẽ là giai đoạn then chốt của các nước phụ thuộc vào nguồn thu từ nhiên liệu hóa thạch như Qatar. Nhiều quốc gia và doanh nghiệp đã xác định năm 2023 là thời điểm bắt đầu giảm mức tiêu thụ năng lượng. Một số nước cũng đang đẩy mạnh tìm kiếm các giải pháp thay thế để làm chậm quá trình biến đổi khí hậu. Trong ngắn hạn, những quốc gia như Qatar sẽ hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng năng lượng do xung đột giữa Nga và Ukraine. Là một trong những nước xuất khẩu LNG, khí đốt tự nhiên hóa lỏng hàng đầu thế giới, Qatar có thể kiếm bộn từ nhu cầu ngày càng tăng của các nước châu Âu. Nhưng xung đột gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các quốc gia nhập khẩu dầu khí về an ninh năng lượng, thúc đẩy họ giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Điều này dĩ nhiên đe dọa đến tầm ảnh hưởng của Qatar đối với thế giới trong tương lai. Bởi cho đến hiện tại, họ vẫn thường được mọi người nhớ đến như một quốc gia sống nhờ dầu mỏ. Chính vì thế, Qatar khao khát tổ chức một kỳ World Cup thành công rực rỡ để xóa đi định kiến và tái khẳng định vị thế trên trường quốc tế trong vai trò khác, một cường quốc thể thao. Xem chừng đến thời điểm hiện tại, nước chủ nhà vùng Trung Đông đã thành công được một nửa trong ván cược World Cup này.